Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn trưa hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2021 và cũng là ngày chủ nhật, trưa ngày chủ nhật. Nhân ngày cuối tuần em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như chúc cho anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và trưa hôm nay chúng ta thấy bầu trời nắng rất là đẹp, bầu trời rất là trong xanh sau những ngày mưa gió bão bùng liên tục. Hôm nay thì chúng ta thấy nắng rất là tốt và những cây đậu xanh của em hôm nay nó cũng ra trái rồi nè. Sau bao ngày trông ngóng, bao ngày chờ đợi, nó cũng ra rất là nhiều trái. Ở đây trái nhỏ. Mấy bữa thì em được đi ra đường để xử lý vài cái việc riêng cũng như sẵn tiện quay chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đường phố Sài Gòn trong những ngày dịch bệnh thế này. Và chúng ta thấy Sài Gòn mình cũng trải qua mấy tháng ròng rã ở nhà rồi. Người dân ai cũng ở nhà hết trơn. Và cái điều mong mỏi sau ngày 30/9 này để được đi làm, để được ra đường, để được tự do giải quyết việc riêng của mình, đó là sự mong mỏi rất lớn của người dân. Và bây giờ ai cũng bơ phờ cho cái hoàn cảnh ở nhà thế này. Và hôm nay em thấy cái hoa vàng, chuông vàng nè, hôm nay lại tiếp tục ra cái đợt hoa tiếp theo nè. Rồi trưa nay em chuẩn bị vô đất vô phân cho mấy cái chậu này. Thì sáng giờ ở nhà lây quay chơi với bạn đồng nhỏ rồi sẵn tiện làm số việc. Bây giờ đồng xuống ăn cơm với ông ngoại rồi. Thì trưa nay sẵn làm vườn rồi thì chia sẻ với anh chị. Đây là cái bịch rau, rau mà bữa chị hai lặt á, còn lại mấy cọng nè. Cái gốc á, ngày giờ em lấy cái gốc với lá rồi đó. Em bón vô cây cho nó tốt. Để cái rau này hôm bữa là em mua ở bên quận 2 á, bên Cát Lái á, đi trong lúc đi chích ngừa về á. Ở bên đó mình ta bán rẻ quá trời rẻ. Mua 100.000 hơn đầy cái xe. Còn trong khi ở khu vực Sài Gòn này mua cái gì cũng đắt đỏ. Bây giờ hầu hết là những người lao động, người ta cũng nói chung là sức lực rồi tiền bạc rồi tinh thần cũng rất là mệt mỏi luôn. Họ muốn ra đi làm, muốn đi lại để về quê, rồi có người thì muốn mở cửa để đi khám bệnh. Rồi nói chung là mỗi người một cái mong muốn. Bữa giờ là coi như là ai cũng bơ phờ ở nhà. Ở nhà không có một cái niềm vui nào hết luôn. Nói chung em thì được cái đỡ một cái là có cái sân thượng về, gia đình cũng mạnh khỏe thì ra cũng nói chung cũng vui, hạnh phúc những gì mình đang có. Chứ thật ra mỗi người một hoàn cảnh, mình cũng không biết được như thế nào, nhưng mà cái mong muốn chung thì lúc nào cũng mình tự lo mình thì nó tốt hơn là người khác lo. Thì bữa giờ nhà nước ra cái chỉ thị ai ở đâu ở yên đó, người ta không có được đi ra đường, không có được mua sắm, cũng không có được làm ăn, không có được buôn bán, không có thu nhập. Đặc biệt là những đứa trẻ nó không có sữa uống luôn. Báo Thanh Niên vừa đăng một cái bài rất là, nói chung đọc xong rất là khổ, hay không thể tả. Mỗi người một hoàn cảnh thôi, thì mình cũng mong sao cho cái lệnh này nó tới ngày 30/9 là nó kết thúc, sau rất nhiều lời hứa của các lãnh đạo về việc chống dịch.
cứ cuối tháng 9 sẽ khống chế được dịch, 15 tháng 9 sẽ khống chế được dịch, cứ liên tục, cứ những cái mục tiêu đã đặt ra bây giờ nói chung là không có, bữa giờ là chưa có nói chung là hoàn thành cái mục tiêu nào hết trơn. Theo người dân mình thấy nha, còn thực tế trong đó mình cũng không rõ, tại vì mấy cái đó mình cũng đâu có biết được đâu. Thì mình thấy nói là cứ dập được dịch, nhưng mà mình thấy chưa dập được là thấy chưa thành công rồi. Còn những cái mục tiêu chỉ tiêu nhỏ thì mình không biết. Còn chích vaccine thì việc chích vaccine thì cũng phụ thuộc cái việc nhập vaccine được thì mới chích đại trà nhanh được. Còn bây giờ tiến độ nó cũng nói chung là cũng chưa có xúc tiến lắm. Đa số người lớn tuổi thì được chích hai mũi hết rồi, còn một số như em thì chưa, danh sách vẫn đang chờ. Trưa nay em vô đất, vô những cái rau nè, những cái cây lá rau này cho những cái cây này nè, tại vì bữa giờ coi như là nó không có, mấy cây này nó không có cái phân gì luôn á. Hôm qua được đi một vòng qua quận 4, qua quận 7 định ghé mua rồi, nhưng mà lu bu quá lại mưa đó, em cũng không có ghé luôn, nên thật ra cũng chưa có phân. Việc đi ra đường thì nói chung có nhu cầu thì mới đi thôi, chứ bây giờ chứ dịch mà mình đi lung tung tiếp xúc cũng không tốt. Với lại nhà có con nít đó, mình cũng hạn chế, chứ không phải nhiều khi không phải là người dân mong cho hết lệnh giãn cách là đi lung tung để đi chơi đồ đâu. Thiệt bây giờ cho em đi cũng tự nhiên cho đi, không biết đi đâu, không có nhu cầu gì hết. Với lại đi mà không có chỗ mà đông đúc không an toàn thì cũng đâu có ai đi làm gì. Nhiều khi em nhận cái đơn hàng của app của shipper đó, đơn hàng Lalamu đó, đơn hàng chạy ráp đó, mà em cũng phải kén chọn đó nha. Nhiều khi chỗ đó vô hẻm sâu hay là tiếp xúc nhiều quá thì mình cũng hạn chế. Nó tâm lý chung mà ai cũng vậy thôi. Nhiều khi kẹt quá đường cùng rồi thì cũng phải nhận đơn để chạy thôi, để có thu nhập. Còn như mình thì mình chỉ nhận đơn coi như hỗ trợ phần cho người ta, với lại có tiện đường thì mình đi công việc thôi. Nên thành ra bây giờ cho ra đường không phải cho là người ta đi đâu. Đó, mấy cây này bây giờ vô thêm mấy cái lá này là nó tốt. Hồi nữa cho em dời cái chậu mấy cái củ gừng này nè, nó lên này nè. Cái mùi lá gừng nó thơm dễ sợ. Ở đây nó lên như cây măng non vậy đó. Nhìn thấy thương. Nó có những hoàn cảnh sau cơn đại dịch này người ta cũng điêu đứng luôn, không có nhà cửa, không còn tiền bạc gì hết. Có những người công nhân mà báo chí phỏng vấn đó, thì họ nói mấy tháng nay ở nhà không có tiền trả tiền nhà trọ, cũng như không có tiền để chi tiêu, rồi phải sống nhờ tiền vay mượn của người thân bạn bè, thì chủ nhà trọ, con cái thì không có hộp sữa, ăn uống qua ngày một hũ chao, cả gia đình ăn 4-5 bữa, rau thì đi xin, chỗ nào cho thì lợi đó để xin người ta có phần. Nghe mà khổ dễ sợ khổ luôn. Mà nhiều khi nghĩ lại họ đổ thừa cái gì cũng đổ thừa cho dịch không thì cũng
không đúng. Khi có người người ta không có nhiễm, không có nhiễm mà họ vẫn có cái điều kiện để bươn chải, nhưng mà do cái những cái chỉ thị phải ở nhà nên thành ra họ cũng phải thực hiện theo, phải ở nhà và chịu khó vậy thôi. Mà nói chung bữa giờ là coi như là trước cái đợt giãn cách xã hội thì cái số ca nhiễm nó khoảng tầm 1.000 mấy. Rồi lúc đó là thấy căng thẳng rồi ha. Rồi chỉ thị liên tục ra để giảm cho tới từ 1.000 mấy giảm tới 5-7.000, 8-9.000. Bây giờ mấy ngày nay bình quân là 4-5.000. Hy vọng là nó sẽ giảm cho nó đỡ, chứ thực ra bây giờ những cái con số này thấy mệt mỏi lắm. Mong cho cái dịch này nó được đẩy lùi để ai cũng được đi làm. Người ta chích vaccine rồi cũng cho đều hết, chứ thôi là cũng khổ đều luôn. Mấy hôm qua đi ngoài đường là thấy coi như các chốt là cũng được nới lỏng rồi đó. Có người có chốt thì có người trực, có chốt thì không có người trực, coi như là giờ lính tráng cũng mệt. Rồi giờ bỏ vô mấy cây này nữa. Mấy ngày mưa là mấy cây này nó tốt, nó mát. Trồng cây cũng là một cái thú vui. Đó, cây mùng tơi này bữa ghim nay lên quá trời nè, nó lớn rồi nè. Nói chung trồng rau này mà có đất thì rất là dễ. Đất có phân đồ đầy đủ á, rất là dễ lên. Bữa em đi ngoài cắt lái đó, trời thấy người ta ghim trồng thấy ham luôn. Trong mấy cái chậu đó, dịch này thì ai cũng trồng rau ở nhà hết trơn. Với lại ở nhà rảnh mà, đâu có gì đâu làm. Rồi thấy cây nào ghim trồng cây đó, thì bữa nó lên có màu xanh, rồi có việc chăm sóc mỗi ngày cũng vui. Cái chậu này đất nó cũng hơi cứng cứng rồi đó. Chắc chiều nay là vô qua bên kia hốt mớ đất để vô gốc nó mới được. Chứ hồi là nó không có đủ đất. Bây giờ cũng 12 giờ nên chùa đầu đọc kinh rồi đó, ngày nào cũng vậy. Bây giờ là ở dưới là tháng 8, cũng hết, gần hết tháng 9 rồi. Ở trên tháng 10 thì ở dưới gần hết tháng 9. Ủa, gần tới tháng 9. Nhanh ha, qua đây là hết gần năm rồi. Thời gian qua lẹ thiệt. Lê quay với dịch bệnh này. Bữa giờ chúng ta thấy hầu như là mình khổ vì cái cuộc sống này là chính. Còn dịch thì những người không may bị nhiễm thì nói chung người ta cũng tự điều trị được, có người người ta cũng tự điều trị được hết á, chứ cũng quen luôn rồi. Đây sau mấy bữa mưa gió cái những cái chậu này nó tốt quá trời luôn nè. Cây dấp cá, rau dấp cá lên nè. Ủa quên đi, rau càng cua. Đó, rau càng cua lên nè.
mai vừa có đi đâu mua thêm bao trùng quế nữa là coi như là khỏe luôn á. Rồi giờ việc ra đường nói chung có lý do cũng không đến nỗi nào, nhưng mà mình cũng không có lạm dụng cái việc đi lung tung. Rồi video ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi vài hình ảnh ở sân vườn này cũng như là vài thông tin của người dân trong những ngày vừa qua và những cái mong mỏi của người dân trong những ngày sắp tới nó như thế nào. Thì hy vọng là sau những cái lời hứa thì chúng ta sẽ đón nhận những cái ngày nó tươi sáng hơn. Cầu mong cho dịch bệnh này sớm được đẩy lùi để mình có thể yên tâm cho việc lao động sản xuất, con cái học hành. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vũ Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.